Hôm nay Captain Bear sẽ hướng dẫn cho các bạn khi nào sử dụng few a few, little a little. Vậy thì như mấy bạn thấy ha, few thì nó đi với danh từ đếm được số nhiều, cho nên few students có s. Còn little thì đi với danh từ không đếm được, little money. Mấy bạn xem qua câu ví dụ này nha. Mình sẽ thấy few, mình sẽ dịch là ít hoặc là rất ít. Nó cũng có thể đi với very, very few students. The professor lectures very clearly. Giáo sư giảng bài rất rõ ràng. As a result, kết quả là few students had questions at the end of the class period. Có rất ít sinh viên có câu hỏi vào cuối tiết học. Vậy mình thấy ở đây ha, few students, ở đây mình dịch là có rất ít học sinh có câu hỏi. Bây giờ mình xem qua câu này. He's a lucky boy. Nó là một đứa bé may mắn. Because his parents have taken good care of him, he has had very few problems in his young life. Bởi vì ba mẹ của nó chăm sóc cho nó kỹ, cho nên nó có rất ít vấn đề trong cuộc sống của nó. Vậy thì very few problems, rất ít vấn đề ha. Hồi nãy few thì mình dịch là ít, rất ít. Bây giờ a few thì mình dịch là một vài ha. Even though the mountain is very steep and the climb is hazardous, a few strong-willed people have managed to reach the top. Có nghĩa là mặc dù núi đó thì rất là dốc và cái việc leo rất nguy hiểm, nhưng cũng có được vài người có ý chí mạnh đã có thể lên được tới đỉnh. Vậy ở đây mình dịch là một vài người. Thêm một câu nữa ha. I have to go to the post office because I have a few letters to mail. Có nghĩa là tôi phải đi đến bưu điện bởi vì tôi có vài lá thư để gửi. Vậy a few cộng với danh từ số nhiều, dịch là một vài. Dễ ha. Trong câu này, my friend arrived in the United States a few months ago. Bạn tôi đến Mỹ cách đây vài tháng. Cũng giống như cái câu hồi nãy, câu này thì a few days ago I met Captain Bear. Cách đây vài ngày tôi gặp Captain Bear. Tuy là cũng có nhiều người nói là cách đây ít ngày tôi gặp Captain Bear, nhưng mà người ta sẽ không nói là few days ago ha. Người ta sẽ nói là a few days ago, a few months ago. Bây giờ mình tới little hoặc là very little. Thì nhớ học thuộc lòng little money, very little money, rất ít tiền. Bây giờ mình có câu I have very little patience with people who interrupt my dinner to try to sell me a magazine. Tôi có rất ít cái sự kiên nhẫn với những người nào mà ngắt ngang cái bữa ăn tối của tôi chỉ để bán một tờ báo. Vậy thì ở đây patience, sự kiên nhẫn, là danh từ không đếm được, cho nên đi với little. Và ở đây có nghĩa là có rất ít sự kiên nhẫn, nên dùng very little patience hoặc là little patience. Một câu ví dụ nữa. Every day Max goes to his mailbox, but it is usually empty. He gets very little mail. Hàng ngày Max đều đi ra kiểm tra cái hộp thư của mình, nhưng thường là hộp thư rỗng. Anh ta có rất ít mail. Vậy thì mail ở đây là danh từ không đếm được và mang cái nghĩa là rất ít nữa, cho nên mình dùng little. Bây giờ mình đến a little ha. A little thì đi với lời danh từ không đếm được và mình dịch là một ít. Hồi nãy không có chữ a thì mình dịch là rất ít. Xem qua câu ví dụ này ha. You might reach your goal if you put a little more effort. Bạn có thể đạt được cái mục tiêu của mình
nếu như bạn cho thêm vào đó một ít nỗ lực nữa. Như vậy, effort là danh từ không đếm được. Đi với a little, một ít nỗ lực, một chút nỗ lực thêm nữa. Thêm một câu ví dụ nữa ha. Captain Bellay sweet tea. She usually adds a little honey to her tea. Sometimes she adds a little milk too. Captain Bear rất thích trà ngọt. Cổ thường cho một ít mật ong vào trà và thỉnh thoảng cho một ít sữa nữa. Mấy bạn về nhà làm thêm bài tập chương 7 trong quyển Understanding and Using English Grammar. Có gì thắc mắc mấy bạn có thể email để hỏi. Chúc mấy bạn học tốt nha!